Chào mừng quý anh chị và các bạn đã quay trở lại kênh YouTube và mình là Lợi Nguyễn, tiếp tục đồng hành cùng quý anh chị và các bạn trong học phần Camtasia 9 Video Editor, một học phần được thiết kế ra để dành riêng cho các YouTube partner và những người thường xuyên tiếp xúc với video. Nếu mà quý anh chị và các bạn không có làm việc với YouTube cũng như kiếm tiền từ mạng xã hội này thì vui lòng quý anh chị và các bạn tắt video này đi, vì video này không dành cho quý anh chị. Đối với những ai làm YouTube thì chúng ta tiếp tục đồng hành cùng với nhau qua học phần lần này. Ở buổi trước thì mình đã giới thiệu cho các bạn về annotation và transition, thì hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn một chút về hiệu ứng Spearhead cũng như làm việc với animation. Spearhead là một cái hiệu ứng mới, nó được thêm vào Camta kể từ các phiên bản 9.0 trở lên. Ngày xưa thì các phiên bản 8.6 trở xuống thì nó không có cái hiệu ứng Spearhead này. Và cái hiệu ứng Spearhead này là những cái thông số thiết lập sẵn giúp cho một đối tượng tĩnh chuyển về thành một đối tượng động. Ví dụ như bức hình của bạn là một bức hình tĩnh thì chúng ta sử dụng hiệu ứng này biến cái bức hình đó nó chuyển động cho nó đẹp mắt. Thì cái Behavior này nó giúp làm cho quý anh chị được như vậy. Bây giờ chúng ta sẽ import xuống timeline một video. Quá trình này rất là đơn giản, mình đã chia sẻ rồi. Và tiếp tục đưa xuống một bức hình. Thì đây là cái logo. Vấn đề là cái logo của mình đang ở chế độ tĩnh. Mình chờ các bạn xem review. Xin chào. Tĩnh là gì? Tĩnh tức là nó đứng yên, nó không có chuyển động gì hết. Và để bắt cái hiệu ứng, để bắt cái logo này nó chuyển động qua lại thì chúng ta sử dụng hiệu ứng Behavior. Và khi mà các bạn để con trỏ chuột vào cái hiệu ứng thì các bạn có thể xem review hiệu ứng luôn. Các bạn thích cái hiệu ứng nào thì các bạn xem trước rồi các bạn áp dụng. Để áp dụng một hiệu ứng bất kỳ từ Behavior xuống timeline, chúng ta sử dụng phương pháp đó là kéo thả. Kéo thả ở đâu? Kéo thả vào cái đối tượng mà các bạn muốn chuyển động. Hiệu ứng này có thể dùng cho video, dùng cho hình ảnh hoặc là dùng cho cái hiệu ứng chú thích. Ở đây trong trường hợp này là mình đang áp dụng cho cái hình ảnh. Bây giờ thì mình kéo xuống và để vào cái hình ảnh. Thì lúc này cái logo của mình đang chịu hiệu ứng của Behavior và cụ thể là hiệu ứng Spot Up. Bây giờ các bạn xem review. Lúc nãy là nó không có chuyển động, thì bây giờ các bạn xem nó như thế nào. Lần này thì chỉ có một điều Bây giờ thì cái logo nó đang nhảy tưng tưng lên, nó lúc lắc là do chịu hiệu ứng của pop up từ Behavior. Thì nó sẽ giúp cho quý anh chị và các bạn biến một cái đối tượng nó đứng yên, nó thành một cái đối tượng chuyển động. Và những cái thông số này đã được Tismith thiết lập sẵn rồi. Bây giờ chúng ta chỉ việc kéo thả xuống là sử dụng thôi. Quý chị và các bạn cũng có thể tùy chỉnh vào nâng cao ở trong đây, tuy nhiên thì không ai làm như vậy hết. Quan điểm của mình là chỉ việc kéo thả xuống và sử dụng, còn thiết lập những thông số này thì chúng ta không có học, vì lý do là chúng ta ít có dùng và cũng như là ít có can thiệp vào cái thông số này. Nhiệm vụ của bạn là chỉ việc cầm cái hiệu ứng nào mà các bạn thích kéo xuống video, hình ảnh hoặc là cái chú thích để sử dụng thôi. Ví dụ như ở đây mình có một cái mũi tên, nhưng mà cái mũi tên này nó không có chuyển động, thì lúc này mình dùng Behavior để tăng thêm cái phần sinh động cho cái mũi tên này. Mình dùng đó là Revolve và kéo xuống, thì lúc này cái mũi tên của anh chị nó sẽ chuyển động. Cách trang trí sẽ rất là đơn giản thôi, bây giờ chị sẽ nó mờ mờ xong rồi nó rõ lại nè. Hướng dẫn các em từng bước một nhé. Nếu bạn không thích áp dụng hiệu ứng này thì bạn có thể xóa đi bằng cách bấm vào nút dấu X ở trên đây hoặc là xổ mũi tên này xuống. Các bạn sẽ thấy một cái hiệu ứng và chọn Delete. Thì như vậy, thao tác vừa rồi là chúng ta đang xóa một cái hiệu ứng từ Behavior ra khỏi đối tượng và cụ thể là cái mũi tên này. Bây giờ để sử dụng cái hiệu ứng khác thì chúng ta chọn xem review và tiếp tục làm y như cái thao tác cũ là kéo xuống và xem review. Cách trang trí sẽ rất là đơn giản thôi bây giờ. Thì lúc này nó sẽ có một cái nó chuyển động. Cái Behavior này quý anh chị và các bạn đừng có hiểu cái nó là cái gì nó ghê gớm cả. Nó là nó chỉ gán cái chuyển động cho cái đối tượng của quý anh chị thôi. Đối tượng hình ảnh, đối tượng video. Nếu mà chúng ta không muốn sử dụng cho những cái hình ảnh thì chúng ta có thể sử dụng cho cả video. Xin chào, chị đã quay lại rồi đấy. Và lần này thì
thì chị có một điều thú vị. Do chỉ hướng của sliding, tức là từ mờ chuyển sang rõ, rồi mờ tiếp, rõ tiếp, và như vậy cái vòng lặp nó như vậy thì hiệu ứng keo. Lúc đó mình dùng hiệu ứng gì nhỉ? Do chỉ hiệu ứng reverse. Nếu mà quý vị bạn không thích cái hiệu ứng này thì chọn và delete, sử dụng hiệu ứng scale vào video và xem review. Xin chào, chị đã quay lại rồi đây. Và lần này mình chỉ thấy nó tự nhiên, nó từ ở đâu mà nó phóng ra thành cái hình lớn là do chịu hiệu ứng của scale. Scale là liên quan đến vấn đề về thu phóng. Xin chào, chị đã quay lại rồi đây. Rồi, đó là behavior, hiệu ứng gán chuyển động cho đối tượng. Bây giờ chúng ta delete đi để làm trống cái timeline và đi sang cái hiệu ứng tiếp theo, đó là animation. Animation là các hiệu ứng chuyển động do chúng ta thiết lập, còn behavior là hiệu ứng chuyển động do nhà sản xuất họ thiết lập sẵn, chúng ta chỉ việc kéo thả và sử dụng. Trái ngược với behavior thì chúng ta có thể can thiệp sâu vào bằng animation. Trước khi sang cái phần animation thì chúng ta phải tìm hiểu cái mục, đó là zoom pan. Hiệu ứng zoom pan sẽ giúp cho video của anh chị zoom về một đối tượng để người xem họ có thể nhìn rõ hơn. Bây giờ mình làm thử cho anh chị và các bạn xem. Để sử dụng hiệu ứng zoom pan thì anh chị và các bạn thấy một cái thanh zoom này và mũi tên đang là cái thông số đang là 100%. Khi mà quý anh chị và các bạn đẩy cái mũi tên này ra thì ngay lúc này dưới timeline nó xuất hiện một cái mũi tên này. Cái mũi tên này được hiểu như là keyframe hiệu ứng. Keyframe hiệu ứng là một cái điểm neo. Nó sẽ tác dụng cái hiệu ứng từ điểm đó cho đến điểm cuối cái mũi tên này thôi, chứ không có tác dụng toàn video. Thì quý chị và các bạn lúc này tiếp tục kéo zoom. Khi mà kéo sang tay phải thì chúng ta đang zoom về cái khuôn mặt. Ví dụ ở đây cụ thể là mình đang zoom về cái khuôn mặt để người xem họ có thể nhìn rõ hơn cái mặt của nhân vật này. Ngược lại, nếu mà các bạn kéo bên tay trái thì chúng ta sẽ zoom ra xem tổng thể và toàn cảnh. Ở đây là mục đích ban đầu của mình là muốn cho khán giả họ xem cận cảnh cái khuôn mặt, thì chúng ta phải zoom in thôi. Bây giờ thì cái mũi tên này, bây giờ chúng ta sẽ điều khiển cái mũi tên trong việc zoom. Cái mũi tên này nó sẽ quyết định cái hiệu ứng của bạn nó tác dụng bao lâu. Ban đầu thì video chưa có tác dụng, hiệu ứng nó sẽ như thế này. Xin chào, chị đã quay lại rồi đây. Và khi vào mũi tên đó, thì hiệu ứng zoom sẽ tác động. Lần này thì chị có một điều thú vị muốn mang đến cho các em. Các bạn thấy quá trình zoom nó sẽ do cái mũi tên này nó quyết định. Khi mà nó ra khỏi cái mũi tên đó thì nó giữ nguyên cái vị trí sau khi nó tác dụng hiệu ứng luôn, đồng nghĩa là chúng ta không có kéo về như vị trí ban đầu. Nếu bạn không có sử dụng tính năng đó actual size thì video của bạn nó chỉ giữ nguyên như vậy luôn, và người xem chỉ nhìn được cái khuôn mặt của cái nhân vật này thôi. Bây giờ thì chúng ta muốn zoom về thì chúng ta phải sử dụng đó là actual size, thì lúc này video của bạn sẽ trở về vị trí như ban đầu và chúng ta có một cái mũi tên thứ hai. Thì bạn cũng có thể kéo cái mũi tên này ra và đặt ở bất cứ đâu trên video để cho cái hiệu ứng nó zoom trở ra, tức là nó zoom về vị trí cũ. Các bạn xem nhé. Đó là trang trí quả xoan. Thì zoom in và zoom out này nó sẽ hỗ trợ cho nhau trong việc nhìn rõ một cái đối tượng trên video và zoom trở về vị trí như ban đầu để trả lại cái không gian cho video. Giả sử như mình muốn zoom cái cốc này thay vì là zoom cái khuôn mặt thì chúng ta sử dụng đó chính là tính năng zoom. Thì khi bạn để khi bạn kéo bên tay phải thì mũi tên nó xuất hiện trên timeline. Thì lúc này bạn chỉ việc để cái khung hình vuông này nè ngay chỗ cái đối tượng mà bạn muốn zoom, thì như vậy nó sẽ zoom về cái cốc như là cái ý định của mình là muốn cho người xem nhìn cái cốc này thôi. Và điều chỉnh cái mũi tên để kéo giãn cái thời lượng hiệu ứng. Bây giờ các bạn xem nó zoom về cái cốc nha.
Cách trang trí sẽ rất là đơn giản. Đó, để trả về vị trí như ban đầu thì Actualize và kéo cái mũi tên hiệu ứng này nó dài ra hoặc là ngắn. Nếu mà bạn muốn hiệu ứng này tác dụng nhanh á, thì bạn thu cái mũi tên này lại thì nó sẽ hiệu ứng nó sẽ diễn ra rất là nhanh, và ngược lại khi bạn kéo dài cái mũi tên này ra thì hiệu ứng zoom nó sẽ từ từ. Nhờ các bạn xem nhé. Trang trí sẽ rất là đơn giản thôi, bây giờ chị sẽ nó đang zoom từ từ ra nè. Từng giữa các em từng bước một. Còn chúng ta muốn zoom trở về nhanh thì chúng ta kéo cái mũi tên nó ngắn lại thì nó hiệu ứng nó diễn ra rất là nhanh. Trang trí sẽ rất là đơn giản thôi, bây giờ chị sẽ hướng dẫn. Rồi, đó là về zoom ban, zoom in và zoom out trong hiệu ứng, đó là zoom ban. Khi nào bạn nên sử dụng hiệu ứng này? Khi mà bạn muốn cho người xem cận cảnh một cái đồ vật, một cái khuôn mặt của ai đó thì bạn sử dụng hiệu ứng zoom ban. Bây giờ chúng ta sẽ học một cái hiệu ứng nữa, đó là animation, là hiệu ứng thiết lập chuyển động. Chúng ta có thể can thiệp vào cái chuyển động cho video cũng như là hình ảnh bằng cái animation. Bây giờ mình sẽ đưa hình ảnh xuống, vẫn là cái logo. Tương tự như là Behaviors thì chúng ta có thể để con chó chuột vào hiệu ứng để xem review trước khi mà chúng ta áp dụng hiệu ứng này cho video. Ở đây mình xóa cái logo này đi và đưa một cái khác vào để minh họa cho dễ hiểu hơn. Mình đưa một tấm hình xuống. Thì tấm hình này nó sẽ chồng lên cái video bên dưới, lý do là nó nằm ở trên. Bây giờ thì mình sử dụng hiệu ứng đó là animation xem review. Bây giờ mình kéo xuống cái hình ảnh mà mình muốn áp dụng hiệu ứng và chạy review. Và chúng mình phải nhớ là cẩn thận nhá. Thì lúc này bức hình của bạn nó sẽ chuyển động y như là bạn đang xem review ở trên đây. Ở cái hiệu ứng này á, thông thường thì người ta làm như thế này, và đây là cái video đang trình chiếu và cái chữ màn hình kết thúc chạy lên, đạo diễn quay phim ánh sáng gì đó chạy lên bạn hay thường thấy trên TV á, thì bạn cũng có thể sử dụng cách này. Nếu bạn không thích thì bạn delete cái mũi tên đi, là chúng ta xóa hiệu ứng và tìm một cái hiệu ứng khác như là scale up và để xuống video hoặc là hình ảnh mà bạn muốn áp dụng. Bạn có thể chỉnh thêm một số thông số như là scale hoặc là opacity, là cái độ trong mờ. Thì một mũi tên thứ hai xuất hiện để bạn có thể chỉnh thêm một số hiệu ứng. Rồi, đó là animation, là bạn có thể kiểm soát chuyển động của hiệu ứng. Thay vì các bạn dùng cái hiệu ứng đã được thiết lập sẵn là Behaviors thì animation bạn có thể can thiệp vào những hiệu ứng chuyển động tùy thích. Và thời lượng chuyển động phụ thuộc vào cái mũi tên dài hay là ngắn. Bước đầu tiên đó là sử dụng dao và gọt vỏ. Rồi, như vậy là buổi hôm nay mình đã chỉ cho các bạn sử dụng đó là animation cũng như là sử dụng hiệu ứng zoom ban. Bên cạnh đó là giới thiệu cho bạn biết về hiệu ứng Behaviors khi mà các bạn làm chuyển động cho video, và video này kết thúc tại đây. Nếu bạn muốn xem tiếp những video của mình thì các bạn có thể nhấn vào nút đăng ký trên kênh YouTube. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở buổi sau.